Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sao Ở Cóp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 5 năm thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đã có sản phẩm Ở Cóp đầu tiên đạt 3 sao, sản phẩm đệm ngồi bông lau. Đây là sản phẩm Ở Cóp thuộc lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đầu tiên của tỉnh đạt chứng nhận Sao Ở Cóp. Sản phẩm được hình thành từ cách làm đệm bông lau truyền thống của người Tày địa phương, nay được liên kết trong các khâu sản xuất và có kết nối thị trường tiêu thụ đến với nhiều người tiêu dùng. Cách làm này đang tạo ra khối lượng việc làm lớn cho lao động là phụ nữ địa phương. Đây là cơ sở sản xuất đệm ngồi bông lau do chị Lương Thị Tương ở thôn Triềng 4, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn làm chủ. Có cả chục lao động đều là chị em phụ nữ của thôn cùng tham gia sản xuất. Mỗi công đoạn đều được chia cho từng nhóm, tạo thành dây chuyền khép kín và ai cũng có việc làm. Yếu tố làm nên thương hiệu sản phẩm đệm ngồi bông lau chính là đệm được làm bằng nguyên liệu từ thiên nhiên. Đi đệm bông lau mình để làm. Cái này phải mấy tháng thì mới làm được, 2-3 tháng, 4-5 tháng thì mình phơi ra thiết là kỹ mới làm được. Làm cái vỏ bọc này thì mình cứ từ thiết kế ra, mình khắc làm bông, mình làm bông về mình kéo, mình làm xong lại để cho các bà ra, các bà làm, lớp trẻ làm cái việc khác. Trước Tết âm lịch, vào khoảng tháng 11-12 hàng năm là thời điểm hoa lau vào mùa thu hoạch, chị em người Tày ở Võ Lao lại rủ nhau đi hái bông lau làm đệm. Hoa lau được ngắt từng bông, bó thành từng bó gánh về nhà. Sau mấy ngày ủ, chỉ cần vo nhẹ là phần hoa sẽ rời khỏi cọc. Hoa lau sẽ được phơi nắng cho bông nở đều. Nguyên liệu này có thể để được vài năm nếu giữ ẩm tốt. Về phần vỏ đệm là vải được dệt từ sợi bông cũng do chính người Tày địa phương tự trồng và dệt nên. Nhưng độc đáo hơn là vỏ đệm ngồi là vải tận dụng trong quá trình cắt may quần áo truyền thống dân tộc. Truyền thống làm đệm thì người Tài mình có phần nghề theo, thì may có phần người may, ba anh em thì về nhồi, thì ăn theo sản phẩm. Nhồi vào xong thì mình khâu ra xong thì làm ra sản phẩm xong thì giao cho chủ. Đệm ngồi bông lau sử dụng nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương, giá thành rẻ, không độc hại, thân thiện với môi trường, có độ bền cao. Đệm ngồi bông lau mang vẻ đẹp truyền thống, tạo nét riêng để trang trí trong từng hộ gia đình và được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng khách sạn. Khi tham gia tổ nhóm sản xuất đệm ngồi, bà Nguyễn Thị Văn không những có thêm thu nhập mà cũng là cách truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ tại địa phương. Theo này, cái may này thì vì dạy cho các cháu làm, làm ra sản phẩm để người ta về mua. Theo đệm, theo gối này, cắt ra xong mới theo này, làm nhiều thứ lắm. Nếu mà không làm thì sự sau này nó mai một đi ấy. Mình phải giữ truyền thống của dân tộc mình. Tại kỳ chấm điểm Sao Ở Cóp tháng 12 năm trước, sản phẩm đệm ngồi bông lau của cơ sở chị Lương Thị Tương đạt 3 sao Ở Cóp cấp tỉnh. Từ nghề truyền thống, chị Tương đã phát triển sản phẩm, kết nối thị trường, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Đệm ngồi bông lau là sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công, bởi vậy cần nhiều lao động ở các công đoạn khác nhau. Có đơn hàng số lượng lớn, cơ sở đã thuê thêm lao động để sản xuất từng phần sản phẩm. Công đoạn thêu mặt đệm mất nhiều thời gian nhất, nhưng đây lại là sản phẩm làm theo mẫu. Vì thế, nhiều chị em có thể nhận vật liệu để về nhà tranh thủ làm. Vì vậy, khi sản phẩm được quảng bá rộng rãi hơn, có nhiều khách hàng hơn, cơ sở mong muốn được hỗ trợ về nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Có vốn thì mình làm cái mặt bằng nào đó thì để cái được các chị em nó nhiều thì mình dạy cho các chị em để sau này nó có các lớp trẻ biết để mà khỏi hết, tiếp tục cho các lớp trẻ này làm. Muốn làm nhiều nhưng mà vốn của mình còn ít đấy. Tôi cũng rất là mong muốn là sản phẩm sẽ được quảng bá đến thị trường, không những là riêng của đồng bào dân tộc người Tày mà còn các du khách khác cũng có thể là làm cái quà kỷ niệm, đồ lưu niệm. Cũng rất là mong muốn được các cơ quan đơn vị, ví dụ như là sở văn hóa hoặc là sở du lịch hỗ trợ cho xã cái kênh quảng bá sản phẩm nó rộng rãi hơn. Ngoài sản phẩm đệm ngồi bông lau, cơ sở cũng xây dựng ý tưởng phát triển thêm sản phẩm đệm nằm từ bông lau, bông gạo và may thêm quần áo dân tộc Tày. Như thế vừa giúp gia tăng thu nhập cho mỗi thành viên tham gia tổ nhóm, vừa góp phần gìn giữ, phát huy giá trị nghề truyền thống. Chương trình Sao Ở Cóp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.